Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại showroom âm thanh Bảo Chơi Lake chi nhánh Hà Nội. Hôm nay xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo chân kỹ thuật viên của Bảo Chơi Lake đến lắp dự án bộ karaoke gia đình cho anh Linh, có địa chỉ 1002/209 Cầu Giấy. Bộ dàn mà anh Linh đã lựa chọn của Bảo Chơi Lake Hà Nội gồm có những sản phẩm sau. Đầu tiên là loa siêu trầm Yamaha NS FVK100. Tiếp theo là micro không dây BCE U900 ở lướt. Âm ly Jaguar Shuran PA576 Limited Edition. Tiếp đến là loa Bose 301 Series 5 gồm có 2 đôi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân kỹ thuật viên của Bảo Chơi Lake đến gia đình nhà anh Linh xem có điều gì thú vị nhé. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Lắp đặt dàn karaoke cho gia đình nhà anh Ninh ở Cầu Giấy, Hà Nội. Các thiết bị âm thanh cao cấp được sử dụng lắp đặt cho gia đình nhà anh Ninh bao gồm loa Bose 301 Series 5. Đây là một trong những dòng loa tuyệt đỉnh nhập khẩu từ Mexico, được bảo hành chính hãng 5 năm tại công ty nhập khẩu Everstate Việt Nam, với những ưu điểm vượt trội như thiết kế sang trọng, cao cấp. Mặt loa dạng cong, bề mặt sản phẩm phủ sơn màu đen toát lên vẻ đẹp lịch lãm, khiến không gian phòng của bạn trở nên đẳng cấp hơn. Loa bao gồm hai loa chapter 5cm và một loa bass 20cm, có công suất 150W trên hai loa, mang đến chất âm thanh trung thực và mạnh mẽ, tạo nên phút giải trí thú vị cho người dùng. Chất âm chuẩn không bể tiếng, sử dụng loa bass cao cấp cho âm thanh rất trong, không pha tạp âm. Đặc biệt, loa Bose 301 Series 5 kết hợp cùng dòng âm ly Jaguar 506 Limited tạo nên dàn âm thanh đem đến chất âm sâu, mạnh mẽ, sống động, đáp ứng được nhu cầu ca hát, hoàn toàn làm người dùng hài lòng. Âm ly Jaguar 506 Limited là sự lựa chọn hợp lý cho gia đình nhà anh Ninh bởi sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí, không gian lắp đặt và cực kỳ linh hoạt trong phối ghép các thiết bị khác của dàn. Là dòng âm ly 4 kênh với các nút volume điều chỉnh cho mỗi loa riêng biệt, sự linh động của thiết bị thể hiện ở khả năng phối ghép chuyển đổi 2 kênh hoặc 4 kênh sao cho phù hợp với công suất của loa, với mức công suất 1120W cho âm thanh sống động. Bên cạnh đó, Jaguar 506 Limited còn được trang bị công nghệ âm thanh tiên tiến, đó là Eco Pro, giúp cho những âm sắc rõ ràng, mượt mà, phù hợp với nhu cầu hát karaoke cũng như là nghe nhạc của quý khách hàng. Một sản phẩm cũng không thể thiếu trong một dàn karaoke chuyên nghiệp, đó là loa súp. Trong bộ dàn nhà anh Ninh, chúng tôi đã kết hợp loa súp Yamaha LS-SVK100. Đây là dòng loa súp mới được ra mắt của Yamaha. Loa súp LS-SVK100 được trang bị công suất động 100W ở chiều kháng 5 ohm, sử dụng một củ loa trầm hình nón có kích thước 25cm với giải tần đáp ứng khá ấn tượng với một loa nhỏ đạt cỡ từ 25Hz cho đến 180kHz. Loa súp mới này được trang bị các tính năng của công nghệ Twitter Flameport. Đây là một công nghệ lỗ thông hơi đặc biệt, cổng thông hơi lại có khả năng kiểm soát luồng không khí được đẩy qua theo hướng có lợi cho âm thanh, giúp hạn chế tiếng ồn và tạo ra âm bass sâu hơn. Bên cạnh đó, một công nghệ khác cũng được Yamaha ứng dụng trên LS-SVK100 là Yamaha Active Saver 2. Đây là một công nghệ của hãng nhằm nâng cao độ chính xác của âm thanh, mang đến trải nghiệm nghe sống động và chân thực hơn. Sản phẩm cuối cùng trong bộ dàn đó là micro BCU900 Plus. Đây là dòng sản phẩm micro không dây cao cấp với những tính năng như khả năng dò sóng sạch chuẩn xác, thu phát sóng mạnh và ổn định, hệ số méo tiếng nhỏ, cảm biến ngắt tự động. Micro BCU900 Plus với khoảng cách lên đến 100m trong điều kiện tốt nhất, có màn hình LCD thể hiện thị tần số, đáp ứng 200 tần số cho 2 kênh. Ngay từ giai đoạn tư vấn và test demo, anh Ninh đã rất hài lòng với cả chất lượng dịch vụ và chất lượng của dàn karaoke này. Tình duyên ta tiếng uống thêm gì này, ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tàn từng thu thay lá lá rơi đắm một cuộc tình lá bay chân nắng tuổi đời nhớ người ta xóm ly này. Hello. Chào anh có thể cho mọi người được biết là lý do anh chọn Bảo Châu Lake để dùng dàn karaoke của mình không ạ? Bảo Châu Lake thì anh biết thương hiệu từ lâu rồi và anh chọn Bảo Châu không chỉ về giá mà anh biết Bảo Châu rất là về chất lượng vì thế là anh tin tưởng chọn. Anh có thể cho biết là anh biết Bảo Châu Lake qua đâu ạ? Bảo Châu Lake thì anh tham gia một cái diễn đàn về âm thanh thì nó được đa khen
và anh cũng là thành viên trong đấy nên là anh nắm được rõ rồi không? Anh có hài lòng với các thiết bị mà anh đã lựa chọn ở Bảo Châu và các nhân viên giao hàng lắp đặt có được nhiệt tình không anh? Nên anh rất hài lòng nên là khi được anh chọn mua thiết bị ở Bảo Châu gần như là anh chỉ mua chiếc chắc thôi anh cũng rất là ngon rồi. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh đã tin tưởng tin ạ. Như vậy là tôi đã giới thiệu qua bộ dàn karaoke được lắp đặt cho gia đình anh Ninh. Các sản phẩm trên đều được Bảo Châu Elec phân phối chính hãng, đảm bảo được các yếu tố, âm thanh sống động và mạnh mẽ, các sợi âm được tái hiện chi tiết và sắc nét, không hú zip. Nếu bạn muốn trực tiếp trải nghiệm dàn karaoke chất lượng, hãy đến ngay các chi nhánh của Bảo Châu Elec để được nghe thử và đánh giá. Bảo Châu Elec luôn sẵn sàng phục vụ mà mang đến cho bạn những cấu hình dàn karaoke phù hợp và chất lượng nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.